Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi từ Tiền Giang qua Cần Thơ, nghĩa là mình sẽ đi qua hai chiếc cầu, cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Cần Thơ. Thì mình sẽ chỉ các bạn cái đường từ quốc lộ 1 quẹo vô nút giao An Thái Trung đi như thế nào để mình đi vào cao tốc để về Cần Thơ nha. Thì cái biển này mình đừng có vào nha, tuyệt đối đừng có vào. Vào ngay cái biển này bên tay trái các bạn thì các bạn sẽ đi về Sài Gòn. Chứ cái đường mình quẹo vô đây là không phải là đi Cần Thơ nha các bạn. Muốn đi Cần Thơ, trước hết mình phải kiếm đường để đi vô cầu Mỹ Thuận 2. Đó, thì ngay cái chỗ này đây rất là nhiều tài xế bị nhầm là mình quẹo ngay cái chỗ đèn xanh đèn đỏ này, mình quẹo tay trái luôn. Đó, tại vì hồi nãy là có cái biển chỉ dẫn đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cho nên mình quẹo theo đó. Thì đừng nha, mà mình hãy đi thẳng và đi lên cái cầu vượt này. Cái cầu vượt này á các bạn là nó vượt qua cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. À, như vậy thì chúng ta đang đi trên cái cầu vượt, đang đi trên đầu xe, nóc xe của các xe chạy dưới cao tốc ha. Rồi, vừa qua chỗ cầu vượt được một chút xíu, vừa đổ dốc xuống thì các bạn lên quẹo tay trái liền cho mình nha. Đó, ở góc xa xa bên kia là có cây xăng, các bạn để ý có cái xăng là mình quẹo vô đây liền. Cái đoạn này tuyệt nhiên là không có một cái biển hướng dẫn nào nha các bạn, cho nên là các bạn phải, sau khi xem clip này thì mình tin rằng là các bạn sẽ tưởng tượng ra, sẽ hình dung ra cái trạm thu phí này hồi trước là chỉ có xe hướng ngược trở lại đi thôi. Còn bây giờ chúng ta đó, các bạn thấy ở trên đường không? Trên mặt đường là những cái mũi tên đã bị xóa sạch các cái vết sơn rồi. Và nó dành một nửa cái làn đường này để chúng ta đi hướng ngược lại để đi vào cầu Mỹ Thuận 2 nha. Đó, thì chúng ta đi lên bên tay phải ở đây, ngay cái mũi tàu này mình đi lên bên phải. Rồi. Đó, như thế là chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị nhập làn vô cao tốc đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn. Đó, những cái xe mà chạy mé bên tay trái của mình là những cái xe mà chạy từ Sài Gòn đi về Cần Thơ đó. Rồi, chúng ta nhập làn ở chỗ này ha. Đó, nhập làn ở chỗ này thì chúng ta đang đi hướng lên cầu Mỹ Thuận 2 các bạn. Đó. Thì như vậy vừa rồi là mình đã chỉ cho các bạn cái cách như thế nào để nhập làn vô, hướng dẫn đường vô cầu Mỹ Thuận 2 để đi về Cần Thơ. Và hôm nay mình sẽ quay hết cái lộ trình cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ để các bạn cùng theo dõi nha. Mình sẽ không có tắt đoạn nào hết, đi qua tất cả các nút giao luôn để các bạn theo dõi luôn nha. Thì mình sẽ để và các bạn xem nó hết bao nhiêu phút nha các bạn. Mình sẽ trên cái quá trình di chuyển đó, mình sẽ không có thuyết minh nữa, tại vì cái đường thì các bạn cũng đã biết rồi. Sơ bộ bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chút xíu ha. Từ cái chỗ mình quẹo vô nút giao An Thái Trung cho tới bên hết cao tốc bên Cần Thơ là các bạn đi khoảng tổng cộng là khoảng tầm 30 km, thì đâu đó các bạn sẽ mất khoảng 20 phút đó các bạn. Thì cái dự án cầu Mỹ Thuận 2 thì các bạn đi sẽ đi mất khoảng đâu đó là 7 cây số, còn cái cao tốc bên kia là các bạn đi 23 cây số đó. Rồi, bây giờ chúng ta đang đi tiếp tục trên cái đường dẫn để đi lên cầu Mỹ Thuận 2 nha cả nhà. Cầu Mỹ Thuận 2 là cái cầu dây văng rất là lớn ở bắc qua sông Tiền. Đây là cái cầu thứ ba, cầu dây văng thứ ba bắc qua sông Tiền nha. Mình nhớ không có nhầm là cầu thứ ba thứ tư gì đó các bạn. Thì nó mới được khánh thành từ hôm 21 tháng 12. Trong lúc mà thuyết minh thì mình có gì nhầm lẫn thì các bạn thông cảm cho mình ha. Đây là cái cầu có thể nói là có tầm quan trọng rất là lớn cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long nha các bạn. Bây giờ từ Sài Gòn đi về tới Cần Thơ chúng ta đi chỉ còn khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ thôi. Thay vì chúng ta trước đây là chúng ta đi rất là lâu, chúng ta di chuyển có thể là từ 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng, 5 tiếng nha các bạn. Hồi mà còn đi trên quốc lộ 1 là các bạn biết rồi, rất là nhiều điểm kẹt xe, nhưng mà từ hồi có cao tốc này mình đã di chuyển mấy lần từ Sài Gòn đi xuống rồi.
và chỉ khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, các bạn không tin các bạn hỏi một số tài xế thử xem có phải không nha. Rồi bây giờ xe chúng ta đang đi lên cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn. À, tốc độ ở đây cho 80 km/h, còn qua cao tốc thì chúng ta sẽ được chạy 90 km/h nha các bạn. Tốc độ tối đa trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận mới vừa rồi cũng đã được nâng lên 90 km/h rồi nha cả nhà. Cho nên bây giờ chúng ta chạy cũng tốc độ cũng khá là được rồi, không có thể nói là cao, tại vì đường cao tốc mà chạy dưới 100 là mình không có thể gọi cao được, nhưng mà cũng tạm thời là ok rồi. Và vừa đổ dốc cầu Mỹ Thuận 2 thì nó sẽ có một cái nhánh tẻ ở bên tay phải để các bạn đi xuống thành phố Vĩnh Long và đi Sa Đéc nha. Đó là quốc lộ 80. Nhưng mà chúng ta không sẽ đi về Cần Thơ, sẽ không có quẹo ở cái nút này, mà chúng ta sẽ đi thẳng vào đường cao tốc. Rồi, tiếp tục mời cả nhà trải nghiệm đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Và mình sẽ tắt máy khi chúng ta đến cái điểm cuối cùng của cao tốc. Không, mình sẽ đi vô tới cầu Cần Thơ luôn cả nhà, để coi nó hết khoảng bao nhiêu phút nha. Thì mong cả nhà tiếp tục đừng rời mắt khỏi màn hình để xem trải nghiệm của tụi mình trên tuyến cao tốc này, cũng như là các bạn sẽ được xem qua cái lộ trình của tụi mình và cái lộ trình sắp tới của các bạn, cũng như là những đoạn nào cần lưu ý ở trên đường, mình sẽ ghép nhạc vô nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi.